xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thì có lẽ chúng ta đã khá là ngán ngẩm mỗi lần mà mình nói đến cái chuyện mà đi về việt nam mà mình phải luôn phập phùng mình hồi hộp với cái chuyện nhập cảnh đối quý vị thì thực tế là không ít người họ cũng đã than thở khi mà họ chờ đợi làm cái thủ tục nhập cảnh quá lâu cũng như là họ phải xếp hàng dài để mà mới có thể đến lượt mà làm thủ tục nhập cảnh có khỏi không quý vị và bên cạnh đó thì có những cái điều mà bất cập vô lý khi mà nhiều anh chị cũng có chia sẻ là họ có đầy đủ các giấy tờ thủ tục mà nhập cảnh bình thường tuy nhiên mỗi lần đi qua cửa khẩu thì họ luôn bị à, giữ chân và cái này cái kia cũng khá là lâu lắm điều đó khó nhiều cũng phiền nàn và thực sự họ muốn về việt nam chơi họ du lịch hay thăm thân nhân thì họ ngại về cái chuyện này quý vị thì cho nên chính vì vậy mà hôm nay à, có một cái thông tin này mà mình muốn chia sẻ cho cô bác anh chị biết được biết Đó lẽ là, là một cái thông tin vui nha quý vị Tuy nhiên để mà biết rõ thì theo à, mình được chia sẻ của anh chị các bạn được theo dõi của chị cùng lắng nghe cái câu chuyện này ha Những ngày qua trên các diễn đàn hàng không xôn xao truyền tay nhau Hình ảnh hệ thống máy quét hệ chiếu tự động scan passport được lắp đặt tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất thì đây là những chiếc máy đã quá quen thuộc với những người thường xuyên du lịch hoặc công tác đến singapore các nước châu âu châu mỹ theo đó hành khách khi xuất hoặc nhập cảnh có thể dễ dàng scan trang đầu hộ chiếu gắn chip chụp hình nhận dạng trước camera rồi nhanh chóng di chuyển qua cổng tự động để đi nước ngoài hay về nước không có gió mốc nào đóng trên gió mọc nào đóng trên bát bo vì tất cả đều được quản lý bằng hệ thống máy tính họ không cần gặp nhân viên sân bay xuất trình giấy tờ không phải trả lời đi đâu hai từ đâu đến ở bao nhiêu ngày mục đích chuyến đi là gì thì trao đổi với một số báo đài lãnh đạo công an của cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã xác định Hệ thống scan nhập khẩu từ châu Âu và được lắp đặt tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất từ đầu, đầu từ hồi đầu năm. Theo đề án của Cục Xuất nhập cảnh Việt Nam triển khai từ cuối năm 2022 đồng bộ trên toàn quốc. Tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện đã được lắp đặt mười máy quét hộ chiếu, trong đó có 5 máy phục vụ khách xuất cảnh và năm máy cho khách nhập cảnh. Công năng cách sử dụng của hệ thống này cũng tương tự như các máy scan và các của các nước trên thế giới. Với tốc độ xử lý thông tin có thể chỉ mất từ 10 đến 20 giây trên một hành khách, giúp giảm tải nhiều thời gian xử lý quy trình kiểm tra an ninh. Bước đầu, scan chỉ áp dụng cho công dân mang hộ chiếu Việt Nam đối với đối tượng người dân đã có hộ chiếu điện tử gắn chip có thể được áp dụng thử nghiệm ngay những ngày, với những người chưa có hộ chiếu điện tử, gắn chip sẽ phải đăng ký thủ công tại sân bay. Cụ thể, hành khách muốn sử dụng scan trong lần xuất đào xuất hoặc nhập cảnh sẽ phải đăng ký giáo văn tay và một số thông tin cá nhân khác tại khu vực kiểm tra an ninh cửa khảo để đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia. Về dân cư, ở giai đoạn sau sẽ tính tới mở rộng áp dụng cho người nước ngoài khi xuất cảnh khỏi Việt Nam với điều kiện khi nhập cảnh phải thu nhập dữ liệu đầy đủ. Theo kế hoạch, hệ thống scan passport này sẽ được đưa vào sử dụng thử nghiệm từ đầu tháng 3, nhưng do đang chờ hoàn thiện hệ thống đường truyền, thích hợp đồng bộ các dữ liệu với hệ thống hộ chiếu điện tử, gắn chip, nên kế hoạch có thay đổi Cục xuất nhập cảnh đang phối hợp với các đơn vị và sẽ triển khai sớm trong thời gian tới. Lãnh đạo công an của cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thông tin thêm. Như vậy thì thưa quý vị có thể hiểu năm na đơn giản là những cái máy này này thì tại phi trường Tân Sơn Nhất thì cái thời gian đầu sẽ áp dụng cho những người mà có cái hộ chiếu Việt Nam nha quý vị và phải là cái loại mà gắn chip á, thì mới được nghe và áp dụng và thí nghiệm cho những người này trước ai mà có cái cúng hộ chiếu bách bo của Việt Nam á, mà có cái chip á, thì sử dụng ngay cái máy này và về sau thì nó sẽ dần dần của chị bạn áp dụng cho những người nước ngoài thì nói chung là cái máy này hiện nay thì nói chung là có còn rất là nhiều các vấn đề để chúng ta cập nhật của chị chưa có sống nhất trên toàn quốc ha mình chia sẻ cho quý vị của chị các bạn nghe như vậy thôi nhưng mà để mà nói mà chờ của chị đợi tới ngày mà được sử dụng cái máy này thì mình nghĩ là có thể là có thể cuối năm nay hoặc là quý vị về Việt Nam thì có thể uh sử dụng quý vị ha, mình hy vọng là như vậy. Và quý vị hiện nay thì cái giá vé từ Canada, từ Mỹ Việt Nam á thì mình thấy nó khá là cao quý vị trong cái mùa hè trong này. thì nói về chuyện vé máy bay á là thật sự là mình thấy mùa hè thì nào lúc nào năm nào cũng cao quý vị. mùa hè mà nói về đi Việt Nam chơi á, mà mua vé mà về liền á thì có khi là lên đến mấy ngàn đô la quý vị. và sẵn dịp thì ngày hôm nay mình cũng chia sẻ một chút về các thông tin giá vé hiện tại này để cho cô bác anh chị mình nắm cái thông tin trước. Thì những quý vị nào có nhu cầu thì mình có thể đặt online cũng được hoặc là mình có thể mình gặp các cái đại lý của chị mình mua nhất là quý vị của chị các bạn ở Mỹ hoặc là cái đá mình thường hay bay của những hãng bay mà mình có cái giá rẻ bình dân quý vị như là hãng bay hàng không Đài Loan nè Eva này Eva E này thì cái hãng bay này của chị giờ thì phải là nói là cái giá vé dân dụng người dân nào cũng có thể nước ngồi cũng có thể mua được cái giá vé của các hãng này quý vị đầu tiên đó thì mình tra cứu và thấy cái giá vé của các hãng như Eva của Đài Loan gì bay từ San Francisco của California của Mỹ về về Việt Nam về tới Sài Gòn gì cụ thể thì cái giá vé mùa hè này quý vị dao động ở mức là từ 2.500 đô la cho đến 3.000 đô la cho vé khứ hồi hai chiều á thì với cái giá này quý vị thì nó thực sự là nó quá cao đúng không quý vị quá cao Nói chung là với cái giá này thì nó cao lắm quý vị Nếu như qua đến 6 tháng 7 ấy, để mà bỏ 3-4 ngàn cho 2-3 ngàn đô để chúng ta à, về Việt Nam mua vé Việt Nam chơi ấy, Thì thật sự chỉ, mình thấy nó chỉ có nhiều người có tiền nhiều và có thời gian nhiều thì chúng ta đi mua quý vị Thì cái giá này thì quá chua chát quý vị ha Bình thường mà khi mà mình về những cái thời điểm khác quý vị thì nó đâu có cao đến cái giá dữ dội như vậy vì có lúc thì 900 nè hoặc là một ngàn mấy nè rồi bây giờ chị hè năm nay không biết tại sao mà lên tới 2 3 ngàn đô tầm khoảng năm mấy 6 70 triệu tiền Việt Nam chị mình nghe thôi thì cũng thấy là khá ngỡ ngàng và chóng mặt quý vị ha. Còn à, quý vị của chúng chị biết giá vé ví dụ như từ Toronto của Canada đi bên phía bờ đông đi, mà chúng ta bay hẳn Eva đi đi về Sài Gòn đi mà mua cái vé trong cái dịp hè này quý vị của chị bạn nhất là những bà con ở Canada ở vùng Toronto á mình bay từ ở bên đó về Sài Gòn á, mua vé bay của Eva ha. Thì cái giá vé bao nhiêu quý vị biết không? Mình kiểm tra quý vị mình thấy 4.400 mấy chục đô la quý vị, tính theo đô la Mỹ nghe chị chứ không phải là đô la Canada nha. Quy theo tiền Mỹ cho nó dễ quý vị. Coi như là nó gần 4.000 hơn 4.400 của chị đô la thì chị thì nếu mà quy ra tiền Việt Nam quý vị quy ra tiền Việt Nam thì nó tới tương đương tới gần hơn một trăm mấy triệu tiền Việt Nam Nói phải là của chị các bạn chúng ta tới một trăm lẻ lẻ mấy triệu mà Việt Nam mình chơi trong dịp hè thì quý vị có chị thấy uh, phải nói là quá là là đắt của gì ha quá đắt như vậy thì có ai về không có chị thì mình đang chia sẻ cái giá vé bay mà giá rẻ nghe hãng bay rẻ nha chưa kể những các hãng bay mà đắt khác nữa thì quý vị có chị nghĩ những hãng khác thì giá như thế nào đó hãng Hàn Quốc nè rồi hãng Singapore nè rồi nhiều cái hãng khác nữa của chị có giá còn cao hơn nữa vậy ha đó cá thay của chị cá thay của hồng kông thì nó cũng tương đương ở rẻ rẻ của chị xem xem với ảnh của hồng kông vậy ha hoặc là hãng nhật của chị các bạn thì giá nó cũng cực kỳ cao đó đó thì đó qua những cái thông tin chia sẻ thì bà con có những cái chia sẻ gì hoặc là bà con có mua vé cái bay như thế nào thì bà con có thể comment và chia sẻ bên dưới ha để cho mọi người có thể biết ha thì có thể có thể trong thời gian sắp tới của chị thì à, mình hy vọng là là ở sân bay chân nhất sẽ có thêm nhiều cái máy scan nữa để cho nhiều bà con việt kiều có thể trở về việt nam mình có thể chúng ta scan và chúng ta nhanh nhắn, nhận của chị ha chúng ta thì không cần phải gặp ai và phải làm phải khai báo hỏi gì tâm đưa máy vào ta quét một cái lòng đi giống như mình đi ở các nước uh, trên thế giới quý vị quý vị ở mỹ thì quý vị cũng sẽ biết được cái máy scan này rất là nhiều rồi và kể cả quý vị ở singapore thì quý vị cũng biết rồi chúng ta đi qua chúng ta lần đầu tiên chúng ta nhập cảnh thì chúng ta lấy dấu vân tay và chụp hình thì lần sau thì chúng ta cứ đi qua là chúng ta đưa mặt chúng chúng ta vào thì nó nhận diện là chúng ta đi thôi hoặc đưa tay vào chúng ta quét mã cái là nó là chúng ta đi qua thôi chúng ta cũng không cần làm cái gì cả rất là nhanh và cũng không ai hỏi mình và đi về bao lâu làm gì ở đâu và từ nước nào về nữa vậy người ta không có còn những cái câu hỏi đó nữa cho nên thì đây là một vấn đề khá tuyệt vời ha mình hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ được thực hiện để quý vị của chị bạn có thể về Việt Nam thì cái thông tin tới đây cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại tất cả quý vị của chị bạn ở video tiếp theo kính chúc quý vị của chị bạn có sức khỏe bình an xin chào và hẹn gặp lại.